Nhìn tiêu đề thì các bạn cũng biết được rằng là trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn chúng mình đi tìm hiểu về nhân vật Ngô Tử Văn trong văn bản Chuyện Chức Phán Sự Nền Tản Viên rồi, đúng không ạ? Trong buổi phát trực tiếp ngày hôm trước thì chị đã hướng dẫn chúng mình một số những cái yếu tố trong truyện, đúng không ạ? Đó là gì ạ? Cốt truyện là tình huống truyện, là nhân vật, là điểm nhìn, đúng không ạ? Trong đó thì sao ạ? Trong đó thì chị luôn nói rằng nhân vật chính là linh hồn của câu chuyện. Thế cho nên khi tìm hiểu về một văn bản truyện thì chúng mình không thể nào bỏ qua được nhân vật, đúng không ạ? Và trong văn bản Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên thì nhân vật chính ở đây là nhân vật Ngô Tử Văn. Và chúng mình thấy được là những cái sự kiện, những nhân vật khác cũng đều xoay quanh nhân vật Ngô Tử Văn, đúng không? Vậy thì chúng mình sẽ chú ý giúp chị này, đi tìm hiểu về nhân vật Ngô Tử Văn trước hết thì các bạn sẽ phải đi vào phần đầu tiên là về giới thiệu nhân vật. Trong sách giáo khoa thì giới thiệu cho chúng mình đó là gì ạ? Ngô Tử Văn tên là Soạn, người huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang. Chàng vốn khẳng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được. Vùng Bắc người ta vẫn khen là một người cương trực. Vậy thì chúng mình có thể chú ý vào đây giúp chị này. Về phần giới thiệu nhân vật thì Ngô Tử Văn được tác giả Nguyên Dữ giới thiệu là gì ạ? Tên là Soạn, đúng không ạ? Về tên, lưu ý giúp chị, về tên Soạn, đúng không ạ? Còn quê quán thì sao? Quê quán là ở huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang, đúng không ạ? Về tính cách thì Ngô Tử Văn được nhà văn Nguyên Dữ nhắc tới là gì? Là một người khẳng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được. Về tính cách thì khẳng khái, nóng nảy và cương trực, đúng không ạ? Đó, chúng mình sẽ chú ý giúp chị về những cái nét khái quát sơ bộ nhất về nhân vật Ngô Tử Văn được nhắc tới ở ngay phần đầu văn bản Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên, đúng không ạ? Vậy thì chúng mình có thể đưa ra một cái nhận xét, đó là gì? Những cái nét giới thiệu về nhân vật chỉ thoáng hiện qua ở trong văn bản, đúng không ạ? Thế nhưng mà sao? Chỉ thoáng hiện qua thôi nhưng mà cũng cho chúng ta thấy được cái nhìn khái quát nhất, cho chúng ta thấy được cái nhìn khái quát về nhân vật, đúng không ạ? Mình cũng biết được là nhân vật này hiện lên là người như thế nào, đúng không? Qua cái câu văn, qua cái dẫn chứng là gì ạ? Ngô Tử Văn tên là Soạn, người huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang. Chàng vốn khẳng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được. Và người vùng Bắc thì vẫn khen là một người cương trực, đúng không ạ? Vậy thì qua cái cách giới thiệu rất ngắn gọn này thôi thì chúng ta có thể thấy được cái nhìn khái quát về nhân vật Ngô Tử Văn là nhân vật hiện lên như thế nào, đúng không ạ? Đó, chúng mình sẽ chú ý giúp chị ạ. Chúng mình sẽ chú ý giúp chị đầu tiên là về phần giới thiệu nhân vật, tuy là rất ngắn gọn thôi nhưng mà đã cung cấp cho các em được cái nhìn khái quát nhất về nhân vật. Nhân vật Ngô Tử Văn hiện lên là một người khẳng khái, cương trực, đúng không ạ? Sau đó thì chị em mình sẽ đi tới phần hành động. Khi mà đi phân tích một nhân vật thì các bạn sẽ phải chú ý tới những cái phương diện nào ạ? Về tên, tuổi, ngoại hình. Tên, tuổi, ngoại hình này, nghề nghiệp, đúng không? Rồi là hành động này, rồi là lời nói, đúng không ạ? Vậy thì chúng mình sẽ đến với phần số 2. Chúng mình sẽ đến với phần số 2 ạ. Ngô Tử Văn với hành động đốt đền. Với hành động đốt đền thì ở đây là thể hiện được hành động của nhân vật, đúng không? Nào, đầu tiên các bạn sẽ chú ý giúp chị này. Chúng mình sẽ chú ý giúp chị cái lý do đốt đền ở đây là gì ạ? Lý do đốt đền ở đây là bởi vì tức giận. Vì trong vùng có hồn ma tên Bách Hộ họ Thôi tử trận ở gần đền làm yêu làm quái trong dân gian, đúng không ạ? Đó là gì ạ? Trong làng trước có một ngôi đền linh ứng lắm. Cuối thời nhà Hồ, quân Ngô sang lấn cướp, vùng ấy thành một nơi chiến trường. Bộ tướng của Mộc Thạnh có viên Bách Hộ họ Thôi tử trận ở gần đền, từ đấy làm yêu làm quái trong dân gian. Đó, vậy thì các bạn có thể thấy được cái lý do đốt đền ở đây là gì? Bởi vì bất bình, đúng không ạ? Bởi vì bất bình trước cái hành động tác oai tác quái của viên Bách Hộ họ Thôi, đúng không ạ? Vậy thì cái hành động đốt đền ở đây là hành động vì chính nghĩa, đúng không ạ? Đó, chúng mình sẽ lưu ý như vậy giúp chị.
bất bình. Đây là hành động vì chính nghĩa. Các bạn có thể chú ý như vậy giúp chị ạ. Và chính vì Ngô Tử Văn biết rằng đây là hành động vì chính nghĩa, thế cho nên trước khi đốt đền thì chàng làm gì đây ạ? Trước khi đốt đền thì chàng tắm gội sạch sẽ, khấn trời và châm lửa đốt đền. Đúng không ạ? Tử Văn tức giận này. Một hôm tắm gội sạch sẽ, khấn trời rồi châm lửa đốt đền. Vậy thì chúng mình cần phải chú ý giúp chị. Ngô Tử Văn ý thức được cái hành động của mình đang làm là gì, đúng không ạ? Đó là thể hiện được cái sự trang trọng, cái sự quang minh chính đại và cái sự quyết liệt trong suy nghĩ, trong hành động của Ngô Tử Văn. Bởi vì chàng biết được đây là một hành động vì chính nghĩa, đúng không? Đây là một hành động vì chính nghĩa. Thế cho nên chàng cũng thể hiện được cái thái độ trang trọng. Bởi vì như chúng ta biết được là từ xưa đến nay ấy, thì văn hóa phương Đông thường là thờ thần, thờ Phật. Vì vậy mà đền miếu được dựng lên để thờ các vị thần rất là nhiều, đúng không ạ? Vậy thì nếu như vô duyên vô cớ mà đốt đền thì làm sao? Thì phạm phải thần linh, đúng không? Nhưng bởi vì Tử Văn biết rằng cái hành động của mình là một hành động quang minh, chính đại, là một hành động vì chính nghĩa. Thế cho nên trước khi đốt đền thì chàng đã tắm gội sạch sẽ, khấn trời và châm lửa đốt đền. Đúng không ạ? Đó, chúng mình sẽ chú ý giúp chị nhé. Chú ý rằng là cái hành động đốt đền của Ngô Tử Văn là một hành động thể hiện cái sự trang trọng, quang minh chính đại, và là một hành động quyết liệt, không dung thứ cho cái xấu, cái ác. Đúng không ạ? Thấy việc làm của tên Viên Bách Hộ họ Thôi tắc oai tắc quái trong nhân gian thì chàng vô cùng là phẫn nộ, đúng không ạ? Và dẫn tới hành động đốt đền. Đó, như vậy thì chúng mình sẽ chú ý giúp chị ạ. Còn sau khi đốt đền thì sao ạ? Nào, sau khi đốt đền thì các bạn cũng sẽ chú ý này. Với những người dân bình thường thì họ làm sao ạ? Lắc đầu, lè lưỡi, lo sợ thay cho Tử Văn. Bởi vì sao? Bởi vì dám chọc tức quỷ thần, đúng không ạ? Trước cái thái độ của mọi người thì vô cùng là lo sợ. Bởi vì như chị vừa nói thì văn hóa của chúng ta vẫn là thờ thần, thờ Phật, đúng không ạ? Thờ thế giới tâm linh, đúng không? Thế cho nên ngay khi mà Ngô Tử Văn đốt đền xong thì mọi người cảm thấy vô cùng hoang mang, lo sợ, lo lắng thay cho Tử Văn. Qua cái chi tiết là gì ạ? Mọi người thì lắc đầu lè lưỡi, lo sợ thay cho Tử Văn, bởi vì chàng dám chọc tức quỷ thần, đúng không ạ? Thế nhưng mà đối lập với cái trạng thái đó thì Tử Văn làm sao? Tử Văn vung tay và không cần gì cả. Nhưng chàng vẫn vung tay và không cần gì cả, đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Tại sao Tử Văn lại vẫn vung tay và không cần gì cả? Khi mà mọi người đang lo sợ như vậy, mọi người lo sợ rằng Tử Văn dám chọc tức quỷ thần thì sẽ bị chúng đến quấy phá. Nhưng mà thái độ của Tử Văn thì vung tay không cần gì cả. Theo các bạn là lý do vì sao ạ? Lý do vì sao đây? Lý do vì sao mà sau khi đốt đền xong mà Tử Văn vẫn không hề cảm thấy lo lắng sợ hãi đây ạ? Đúng rồi ạ, đúng không ạ? Chúng mình thấy được là Tử Văn không sợ hãi cái hành động vung tay không cần gì cả của chàng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chàng biết được cái hành động đốt đền của mình là một hành động vì chính nghĩa, đúng không? Hành động đốt đền là một hành động vì chính nghĩa. Thế cho nên ngay khi đốt đền xong thì chàng cũng không hề cảm thấy lo lắng hay sợ hãi gì cả. Đúng chưa ạ? Vậy thì chúng mình sẽ chú ý giúp chị. Ở đây chúng ta thấy được cái gì? Chúng ta thấy được cái sự dũng cảm, đúng không ạ? Chúng ta thấy được cái sự gan dạ của Ngô Tử Văn, đúng không ạ? Thấy được cái sự dũng cảm, thấy được cái sự gan dạ của Ngô Tử Văn trước cái hành động đốt đền của chàng, đúng không? Chúng mình sẽ lưu ý như vậy giúp chị nhé. Vậy thì ý nghĩa của cái hành động đốt đền ở đây thì cho thấy được điều gì đây ạ? Ý nghĩa của hành động đốt đền. Ý nghĩa của hành động đốt đền ở đây thì cho chúng ta thấy được điều gì đây ạ? Ý nghĩa của hành động đốt đền ở đây thì cho chúng ta thấy được điều gì đây?
Thứ nhất là gì ạ? Hành động đốt đèn của Ngô Tử Văn đã cho thấy được cái suy nghĩ đúng đắn về thế giới tâm linh của người Việt, đúng không ạ? Suy nghĩ đúng đắn về thế giới tâm linh của người Việt. Đó là gì ạ? Người Việt thì chỉ công nhận là thần khi giúp dân, giúp nước, đúng không ạ? Còn nếu như là gian thần, là ma tà thì phải làm sao? Thì phải đốt bỏ. Và cái hành động đốt đền của Ngô Tử Văn là hành động theo lẽ phải, không phải là một hành động hiếu thắng hoang đường, và cũng không phải là hành động đả kích hay là phê phán chống phá mê tín dị đoan. Đó, chúng mình sẽ chú ý giúp chị. Ý nghĩa của cái hành động đốt đền ở đây là thể hiện được cái suy nghĩ đúng đắn về thế giới tâm linh của người Việt. Đó là gì ạ? Chỉ công nhận là thần khi thần giúp nước, giúp dân, đúng không ạ? Còn đối với những cái thế lực giống như tên Viên Bách Hộ họ Thôi quấy nhiễu cuộc sống của người dân thì phải trừ bỏ, đúng không ạ? Và phải đốt bỏ. Và càng phải khẳng định rằng là cái hành động đốt đền của Ngô Tử Văn thì không phải là một hành động hiếu thắng, hoang đường, mà cũng không phải là một hành động để đả kích cái sự mê tín dị đoan. Đó, chúng mình sẽ chú ý như vậy giúp chị nhé. Và thứ hai, ý nghĩa thứ hai của cái hành động đốt đền là gì ạ? Ý nghĩa thứ hai của cái hành động đốt đền đó là cho chúng ta thấy được kẻ sĩ như Ngô Tử Văn thì không chấp nhận sự gian tà, đúng không ạ? Kẻ sĩ không chấp nhận sự gian tà. Đó, chúng mình sẽ chú ý như vậy giúp chị. Kẻ sĩ như Ngô Tử Văn thì không chấp nhận sự gian tà, những cái điều ngang trái, những điều vô lý tồn tại trong xã hội thì chàng sẽ không chấp nhận được, đúng không ạ? Và cái hành động diệt ác trừ hại cho dân thể hiện được cái sự cương trực, nghĩa khí và yêu chính nghĩa của Ngô Tử Văn. Đó, chúng mình sẽ chú ý như vậy giúp chị nhé. Sau khi mà mình chỉ ra được cái hành động đốt đền của nhân vật Ngô Tử Văn thì chúng ta sẽ suy ra được cái ý nghĩa của hành động đốt đền, đúng không ạ? Chúng ta sẽ suy ra được ý nghĩa của hành động đốt đền. Vậy thì ý nghĩa đó là gì? Thứ nhất, các bạn cần phải khẳng định rằng ý nghĩa đầu tiên đó là thể hiện được cái suy nghĩ đúng đắn về thế giới tâm linh của người Việt. Mà thứ hai là khẳng định rằng Ngô Tử Văn là một người dũng cảm, là một người gan dạ như vậy thì chàng không chấp nhận cái sự gian tà, đúng không ạ? Không chấp nhận cái sự xấu xa, không chấp nhận cái việc là yêu ma quỷ quái quấy nhiễu cuộc sống của người dân, được chưa ạ? Đó, chúng mình sẽ chú ý như vậy giúp chị nhé. Đó là về hành động của Ngô Tử Văn. Về hành động của Ngô Tử Văn, sau đây thì chị em mình sẽ đi tìm hiểu về cái lời nói của Ngô Tử Văn thông qua cái cuộc gặp gỡ giữa Ngô Tử Văn với hồn ma tên tướng giặc và thổ công, cùng với đó là cái cuộc đối chất ở dưới Minh Ti. Nào, vậy thì bây giờ các bạn sẽ chú ý giúp chị ạ. Bây giờ sẽ chú ý, chúng mình sẽ chú ý giúp chị. Đó là đầu tiên là cái cuộc gặp gỡ giữa Ngô Tử Văn với hồn ma tướng giặc và thổ công. Trước hết là cuộc gặp gỡ giữa Ngô Tử Văn với hồn ma tên tướng giặc. Ngay sau khi mà Tử Văn đốt đền thì chàng về nhà và thấy trong mình khó chịu, đầu lảo đảo và bụng run run, rồi nổi lên một cơn sốt nóng, sốt rét, đúng không ạ? À, vậy thì chúng ta thấy được là cái sự lo lắng của những người dân xung quanh thì bây giờ đã trở thành thực tế rồi, trở thành hiện thực rồi, đúng không ạ? Và bây giờ thì hồn ma tên tướng giặc thì đến tìm Tử Văn. Hồn ma tên tướng giặc họ Thôi sau khi mà bị Tử Văn đốt đền thì đã đến tìm chàng đây, đúng không ạ? Trong khi sốt này thì chàng thấy một người khôi ngô cao lớn, đầu đội mũ trụ đi đến, nói năng và quần áo thì rất giống người phương Bắc, tự xưng là cư sĩ và đến đòi làm trả lại ngôi đền như cũ, đúng không ạ? Đó, vậy chúng mình sẽ chú ý giúp chị nhé. Ngay sau khi mà Tử Văn đốt đền xong thì tối hôm đó thì chàng thấy trong người khó chịu và hồn ma tên tướng giặc thì đã đến tìm chàng, đúng không ạ? Và hắn nói như thế nào đây ạ? Hắn nói rằng là nhà ngươi đã theo nghiệp nho, đọc sách vở của thánh hiền, há không biết cái đức của quỷ thần sao?
Cớ gì lại dám khinh nhờn hủy tượng đốt đền, khiến cho hương lửa không có chỗ nương tựa, oai linh không có nơi hiển hiện. Vậy bảo làm sao bây giờ? Đó, vậy thì những cái lời lẽ, những cái lý lẽ của hồn ma tên tướng giặc đầu tiên là gì ạ? Đầu tiên là giảng giải đạo lý cho Ngô Tử Văn, đúng không ạ? Đầu tiên là giảng giải đạo lý cho Ngô Tử Văn, nói rằng là theo nghiệp nho, theo nghiệp nho thì không được phép khinh nhờn hủy thượng và đốt đền, đúng không ạ? Nhưng sau đó thì sao? Thấy được cái thái độ của Ngô Tử Văn vẫn nghiễm nhiên, đường hoàng như không, và không có một cái vẻ gì là lo sợ, thì hắn làm gì ạ? Hắn mắng mỏ, đúng không ạ? Hắn mắng mỏ, nếu không thì vô cớ hủy đền Lư Sơn, Cố Thiệu sẽ khó lòng tránh khỏi tai vạ. Rồi là phong đô không xa xôi gì, ta tuy hèn há lại không đem nổi nhà ngươi đến đây, đúng không ạ? Từ giảng giải đạo lý chuyển sang mắng mỏ, rồi cuối cùng là dọa nà, đúng không ạ? Dọa rằng nếu như Ngô Tử Văn không dựng lại đền thì làm sao ạ? Thì sẽ khó lòng tránh khỏi tai vạ, đúng không ạ? Rồi dọa rằng là không nghe lời ta thì rồi sẽ biết, đúng không ạ? Đó, chúng mình sẽ thấy được là qua cái cuộc gặp gỡ giữa Ngô Tử Văn và hồn ma tên tướng giặc, thì chúng mình thấy được là mặc dù hồn ma tên tướng giặc dùng những lời lẽ, thứ nhất là giảng giải đạo lý này, thứ hai là chuyển sang mắng mỏ, và cuối cùng là dọa nạt, đúng không ạ? Thế nhưng thái độ của Tử Văn thì làm sao? Tử Văn vẫn mặc kệ, vẫn cứ ngồi ngất ngưởng tự nhiên như không, đúng không ạ? Tử Văn mặc kệ, vẫn ngồi ngất ngưởng tự nhiên như không. Chàng không hề tỏ ra sợ hãi, đúng không ạ? Chàng không hề tỏ ra sợ hãi. Đó, chúng mình sẽ chú ý giúp chị. Chúng mình sẽ chú ý giúp chị là không chỉ sau khi đốt đền đâu, sau khi đốt đền thì chàng vẫn làm sao? Chàng vẫn vung tay không cần gì cả. Và ngay trong cái cuộc gặp gỡ giữa Tử Văn và hồn ma tên tướng giặc thì chàng cũng không hề sợ hãi, mặc kệ, vẫn cứ ngồi ngất ngưởng tự nhiên, đúng không ạ? Điều đó thì cho chúng ta thấy được là Tử Văn, cho thấy được cái thái độ của Tử Văn trước hồn ma tên tướng giặc là gì ạ? Là một cái thái độ cứng cỏi và thận trọng, không hề lo sợ, đúng không ạ? Đó, chúng mình sẽ chú ý như vậy giúp chị nhé. Tiếp theo ạ, bên cạnh cái cuộc gặp gỡ giữa Ngô Tử Văn với hồn ma tên tướng giặc thì chúng mình còn thấy được là cái cuộc gặp gỡ giữa Ngô Tử Văn với Thổ Công, đúng không ạ? Chúng mình thấy được cái cuộc gặp gỡ giữa Ngô Tử Văn với Thổ Công. Ngay sau khi mà hồn ma tên tướng giặc nói rồi phất áo đi thì sao đi ạ? Thì hình ảnh của Thổ Công xuất hiện, đúng không ạ? Một ông già áo vải đội, áo vải mũ đen, phong độ nhàn nhã thủng thỉnh, đi vào đến trước thềm vái chào mà rằng, đúng không ạ? Vậy các bạn có thể thấy được là Thổ Công hiện lên thì người đồng tình với việc làm của Ngô Tử Văn, đúng không ạ? Người đồng tình với việc làm của Ngô Tử Văn đã kể tội của tên Viên Bách Hộ họ Thôi, của hồn ma tên tướng giặc, đúng không ạ? Đó là gì? Tôi làm chức ngự sử đại phu từ đời vua Lý Nam Đế, vì chết việc cần vương mà được phong ở đây, giúp dân độ vật đã hơn 1000 năm nay, khi nào lại làm việc gieo tai rắc vạ để kiếm miếng ăn như tên giặc giả hoạt kia đã làm. Gần đây vì tôi thiếu sự đề phòng, bị nó đánh đuổi nên phải đến nương tựa ở đền Tản Viên đã vài năm nay, đúng không ạ? Rồi là sao ạ? Khi được Tử Văn hỏi rằng là việc xảy ra như vậy, tại sao không tâu bẩm lên Thượng Đế, hay là không kiện ở Diêm Vương, thì Thổ Công tiếp tục nói gì ạ? Đó là gì? Thổ Công nói rằng là tuy là đã định thưa kiện, thế nhưng vẫn có nhiều nỗi ngăn trở, đúng không ạ? Những đền miếu gần quanh vì tham của đút đều bênh vực cho nó cả. Tôi chỉ giữ được một chút lòng thành, nhưng không làm thế nào để thông đạt được lên, cho nên đành tạm ẩn nhẫn mà ngồi xó một nơi. Đó, như vậy thì chúng mình sẽ thấy được là
qua cái cuộc gặp gỡ với thổ công, thì qua cái việc thổ công là rất đồng tình với việc làm của Ngô Tử Văn, bởi vì bây giờ đã có người trừ gian diệt ác, đúng không ạ? Và có người vạch tội ác của tên tướng giặc họ Thôi. Thì Tử Văn đưa ra một loạt những cái câu hỏi, đúng không ạ? Là gì? Việc xảy ra như thế, sao ngài không kiện ở Diêm Vương mà tâu lên Thượng Đế, lại đi khinh bỏ chức vị làm một người áo vải nhà quê? Hay là gì ạ? Hay là hắn có thực là tay hung hãn, có thể gieo vạ cho tôi không? Đó, chúng mình có thể thấy được là nếu như trong cái cuộc đối thoại, trong cái cuộc gặp gỡ giữa Tử Văn và hồn ma tên tướng giặc họ Thôi, thì chúng ta thấy được là Tử Văn thì ngất hưởng, ngồi mặc kệ như không, đúng không ạ? Còn ở đây với cuộc gặp gỡ giữa Ngô Tử Văn và Thổ Công thì các bạn lại thấy được một cái thái độ hoàn toàn khác, đúng không ạ? Tử Văn có hỏi chuyện, đưa ra một loạt những cái lời thoại. Đây, chúng mình có thể chú ý vào những cái lời thoại này giúp chị ạ. Chúng mình sẽ chú ý vào những lời thoại này giúp chị, đúng không ạ? Và qua đây thì cho chúng ta thấy được cái thái độ cởi mở của Ngô Tử Văn, đúng không ạ? Và Tử Văn có hỏi, có trách rằng tại sao Thổ Công không kiện xuống Diêm Vương, đúng không? Tại sao Thổ Công không kiện xuống Diêm Vương hay là tâu lên Thượng Đế, đúng không ạ? Đó, chúng mình có thể lưu ý như vậy giúp chị. Cùng với đó là chàng cũng bình tĩnh suy xét và tự tin vào bản lĩnh của chính mình. Ơ, đặt ra câu hỏi là gì? Hắn có thực là tay hung hãn, có thể gieo vạ cho tôi không? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Cũng đặt ra câu hỏi. Và các bạn thấy được này, các bạn thấy được là qua cái cuộc đối chất, qua cái cuộc gặp gỡ giữa Ngô Tử Văn và Thổ Công, thì chúng ta thấy được là gì? Đó là người tốt, người làm việc vì chính nghĩa thì luôn có thần Phật trợ giúp, đúng không ạ? Qua cái việc là Thổ Công đã dặn dò Ngô Tử Văn là phải làm sao nếu như bị bắt xuống Minh Ti hỏi tội, đúng không ạ? Chúng mình thấy được là ông già đã lại dặn Tử Văn rằng là gì ạ? Hễ Minh Ti có tra hỏi, thầy cứ khai ra những lời nói của tôi, nếu hắn chối, thầy kêu xin tư giấy đến đền tản viên, tôi sẽ khai rõ thì nó phải đứng miệng, đúng không ạ? Vậy thì các bạn có thể thấy được là với những người làm việc vì chính nghĩa, làm việc tốt thì luôn luôn có những người xung quanh giúp đỡ, đúng không ạ? Và cả thế lực thần Phật cũng vậy, thì cũng giúp đỡ Ngô Tử Văn, đúng không ạ? Đó, chúng mình sẽ chú ý giúp chị nhé. Cái thái độ của Ngô Tử Văn thông qua cái cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Với hồn ma tên tướng giặc thì làm sao đây ạ? Mặc kệ, vẫn cứ ngồi ngất ngưởng tự nhiên, không quan tâm, không thèm đếm xỉa tới, đúng không ạ? Nhưng cái cuộc gặp gỡ giữa Ngô Tử Văn với Thổ Công thì như thế nào? Thì Tử Văn có hỏi chuyện, đúng không ạ? Bình tĩnh suy xét. Đó, chúng mình sẽ chú ý như vậy giúp chị nhé. Để thấy được cái thái độ, cái lời nói khác nhau của Ngô Tử Văn dành cho thứ nhất là ai ạ? Là hồn ma tên tướng giặc. Và thứ hai là Thổ Công, đúng không ạ? Chúng mình còn thấy được, các bạn còn thấy được là gì? Chúng mình còn thấy được là cái cuộc gặp gỡ, cái lời nói của Ngô Tử Văn được thể hiện ở cuộc đối chất dưới Minh Ti của Ngô Tử Văn, đúng không ạ? Sau khi kết thúc cái cuộc gặp gỡ với Thổ Công xong, thì đêm đến Tử Văn thì bệnh càng nặng thêm và bị bắt xuống dưới âm phủ, bắt xuống dưới Minh Ti, đúng không ạ? Nào, Tử Văn bị bắt xuống dưới âm phủ, chàng bị kết án, đúng không? Chàng bị kết án mà chưa hề có sự điều tra xét hỏi, đúng không ạ? Vậy chúng ta có thể thấy được là gì? Chàng bị kết án mà chưa hề có sự điều tra xét hỏi, thì chàng đã làm gì ạ? Chàng bất bình kêu oan, đúng không ạ? Chàng bất bình kêu oan là gì? Ngô Soạn này là một kẻ sĩ ngay thẳng ở trần gian, có tội lỗi gì xin bảo cho biết, không nên bắt phải chết một cách oan uổng như vậy, đúng không ạ? Bởi vì chàng hành động vì chính nghĩa mà, đúng không? Chàng hành động vì chính nghĩa này, thế nhưng mà sao ạ? Nhưng lại bị bắt xuống âm phủ.
bị kết án khi mà chưa có sự tra hỏi rõ ràng. Vì vậy mà ngay khi bị bắt xuống dưới âm ty thì chàng ngay lập tức là kêu oan cho chính bản thân mình, đúng không ạ? Ngô Soạn này là một kẻ sĩ ngay thẳng ở trần gian, có tội lỗi gì xin bảo cho biết, không nên bắt phải chết một cách oan uổng. Vậy thì chúng ta thấy được cái sự khẳng khái, cái sự cương trực của Ngô Tử Văn, đúng chưa ạ? Chúng mình thấy được cái sự khẳng khái, cái sự cương trực của Ngô Tử Văn trong cái cuộc đối chất ở dưới Minh Ti ạ. Trong cái cuộc đối chất này thì các bạn có thể thấy được là gì? Chúng mình có thể thấy được là Diêm Vương. Diêm Vương ạ, trong cái cuộc đối chất thì Diêm Vương ban đầu thì làm sao? Ban đầu thì chỉ tội Ngô Tử Văn, đúng không ạ? Chỉ tội Ngô Tử Văn rằng là mày là một kẻ hàn sĩ, sao dám hỗn láo, tội ác tự mình làm ra còn trốn đi đằng nào, đúng không ạ? Diêm Vương thì ban đầu là tin vào lời vu cáo của hồn ma tên tướng giặc, đúng không ạ? Ban đầu thì Diêm Vương tin vào lời vu cáo của hồn ma tên tướng giặc mà hỏi tội Ngô Tử Văn. Đó, chúng mình sẽ chú ý như vậy giúp chị. Và Viên Bách Hộ họ thôi cái hồn ma tên tướng giặc thì làm sao ạ? Thêm dầu vào lửa. Ấy là trước vương phủ mà hắn còn ghê gớm như thế này, mồm 5 miệng 10, đơm đặt bịa tạc, huống hồ ở một nơi đền miếu hưu quạnh, hắn sợ gì mà không dám cho mồi lửa. Đúng không ạ? Vậy các bạn có thể thấy được là gì? Trước hết thì khi mà chưa tra xét rõ mọi chuyện thì Diêm Vương tin vào lời vu cáo của hồn ma tên tướng giặc. Còn hắn thì làm sao? Hồn ma tên tướng giặc thì làm sao ạ? Hồn ma tên tướng giặc thì đơm đặt rồi là châm thêm dầu vào lửa, đúng không ạ? Đó, chúng mình có thể chú ý như vậy giúp chị nhé. Nhưng mà thái độ của Ngô Tử Văn thì làm sao? Chàng vẫn giữ thái độ cứng cỏi, không chịu nhún nhường, bình tĩnh mà tâu trình đầu đuôi như lời thủ công đã dặn dò. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Chàng tâu rằng là gì? Nếu nhà vua không tin lời tôi, xin tư giấy đến đền tản viên để hỏi. Không đúng như thế, tôi xin chịu thêm cái tội nói càn. Đó, chúng mình thấy được này. Chính bởi vì Ngô Tử Văn biết được rằng chàng hành động vì chính nghĩa, đúng không ạ? Thế cho nên thái độ của chàng từ đầu đến cuối không hề có chút run sợ, không hề có chút lo lắng hay là sợ hãi gì, đúng không? Không hề lo lắng, sợ hãi. Bởi vì chàng biết được việc mình làm là đúng, đúng không ạ? Và kết cục thì sao? Kết cục sau khi mà Diêm Vương thấy được cái điều lạ, thấy được cái sự lạ, đó là gì? Thấy được cái sự cứng cỏi của Ngô Tử Văn, thấy được cái sự khẳng khái cương trực của chàng, không hề sợ hãi gì cả. Và Diêm Vương đã làm gì? Đã sinh nghi, đúng không ạ? Và cho người đến điều tra thì biết được sự thật. Và kết cục là gì ạ? Kết cục thì chúng ta thấy được rằng là chính nghĩa thì sẽ thắng gian tà, đúng không ạ? Kết cục là Ngô Tử Văn thì được quân của Diêm Vương đưa về, đúng không ạ? Còn hồn ma tên tướng giặc thì sao ạ? Đấy là bị chụp lồng sắt này, bị nhét khẩu gỗ vào miệng này và bỏ vào ngục cửu u, đúng không ạ? Còn Ngô Tử Văn thì sao đây ạ? Còn Ngô Tử Văn thì sao đây? Ngô Tử Văn thì được chia xôi thịt cúng tế này, được nhậm chức phán sự đền tản viên này, đúng không ạ? Vậy thì cái kết cục của văn bản chuyện chức phán sự đền tản viên thì đã cho chúng ta thấy được là gì? Thấy được cái tư tưởng là chính nghĩa nhất định sẽ thắng gian tà. Cùng với đó là cái tinh thần dân tộc sâu sắc mạnh mẽ của nhân dân nước Việt, đúng không ạ? Bởi vì đây là hồn ma của tên giặc từ phương Bắc, đúng không ạ? Đó, chúng mình sẽ chú ý như vậy giúp chị ạ. Sau đó thì các bạn sẽ đặt ra một cái câu hỏi giúp chị. Đấy là nguyên nhân nào dẫn tới cái sự chiến thắng của Ngô Tử Văn?
nguyên nhân nào dẫn tới cái sự chiến thắng của cái việc là chính nghĩa sẽ thắng gian tà đây? Thứ nhất này, về yếu tố khách quan, về yếu tố khách quan ạ, thì các bạn thấy được đó là có sự trợ giúp của thổ công, đúng không ạ? Và cái sự lắng nghe của Diêm Vương. Ban đầu khi mà chưa tra xét rõ ràng thì Diêm Vương đã tin vào lời của hồn ma tên tướng giặc mà hỏi tội Ngô Tử Văn. Nhưng sau đó thì sao ạ? Sau đó thì chúng ta có thể thấy được là Diêm Vương đã trả lại công bằng cho Ngô Tử Văn, đúng không ạ? Nhưng đó là yếu tố khách quan. Còn cái yếu tố chủ quan, yếu tố quyết định ở đây là gì ạ? Là bởi vì cái sự khẳng khái, bởi vì cái lòng dũng cảm, bởi vì cái bản lĩnh kiên cường và trí tuệ của Ngô Tử Văn, đúng không ạ? Đúng không? Nếu như chỉ có sự trợ giúp của thủ công mà Ngô Tử Văn không phải là một người cương trực, không phải là một người dũng cảm, can trường thì làm sao chàng làm được, đúng không? Vậy chúng mình sẽ chú ý giúp chị nhé. Sẽ nhấn mạnh vào cái sự khẳng khái, cái sự dũng cảm, can đảm, bản lĩnh kiên cường và trí tuệ của Ngô Tử Văn ạ. Đó, vậy thì các bạn có thể thấy này, thông qua cái phần mà chị em mình vừa phân tích thì các bạn có thể thấy được là gì ạ? Cái chân dung của nhân vật Ngô Tử Văn hiện lên như thế nào ạ? Chân dung của nhân vật Ngô Tử Văn hiện lên qua lời nói, qua hành động. Và từ đây thì chúng ta sẽ suy ra được là gì? Suy ra được tính cách, đúng không ạ? Qua lời nói thì thể hiện được cái sự khẳng khái, thể hiện được cái sự cứng cỏi, không sợ hãi, không kiêng dè nhún nhường và vô cùng đanh thép của chàng, đúng không ạ? Còn cái hành động thì sao? Hành động thì vô cùng mạnh mẽ, vô cùng dứt khoát, quyết liệt và dám làm, dám chịu, đúng chưa ạ? Vậy thì từ đây các bạn sẽ rút ra giúp chị là cái nhận xét về tính cách, về phẩm chất của Ngô Tử Văn hiện lên là một con người dũng cảm, chính trực, có lý tưởng sống cao đẹp. Đó là gì ạ? Lý tưởng sống đó là dốc sức bảo vệ công lý và chính nghĩa, đúng không ạ? Và từ đây thì chúng mình có thể rút ra thêm một cái điều nữa. Các bạn có thể rút ra thêm một cái điều nữa. Đó là Ngô Tử Văn là nhân vật hình tượng tâm đắc được Nguyễn Dữ ca ngợi trong truyền kỳ Mạn Lục. Và đó là biểu tượng đẹp cho kẻ sĩ đất Việt thời Trung Đại, dũng cảm, dám xả thân vì lẽ phải, vì công lý, đúng không ạ? Dám chống lại cường quyền bạo ngược và kẻ thù xâm lược. Đó, chúng mình sẽ thấy được là chân dung của nhân vật Ngô Tử Văn hiện lên qua gì? Hiện lên qua lời nói, hiện lên qua hành động, đúng không ạ? Và từ đó thì chúng ta sẽ rút ra được tính cách của Ngô Tử Văn, được chưa ạ? Vậy các bạn sẽ chú ý giúp chị này. Vậy chúng mình sẽ chú ý giúp chị, đó là khi chúng mình phân tích nhân vật, khi mà các bạn đi phân tích nhân vật thì các bạn sẽ để ý giúp chị những cái yếu tố như thế này ạ. Đó là gì? Chúng mình sẽ xem cái phần giới thiệu khái quát. Tác giả có đề cập tới tên, tuổi, nghề nghiệp, rồi là quê quán. Thì ở đây các bạn sẽ gọi chung là gì ạ? Chúng mình có thể gọi chung là cái phần giới thiệu khái quát về nhân vật, đúng không ạ? Chúng mình có thể gọi chung là giới thiệu khái quát về nhân vật. Đó. Tiếp theo điều mà chúng mình cũng cần phải để ý tới, đó là các bạn sẽ đi tìm hiểu xem là nhân vật đó có được hiện lên qua hành động. Nhân vật đó có được hiện lên qua hành động này, có được hiện lên qua lời nói, qua suy nghĩ, qua cái mối quan hệ giữa các nhân vật khác hay không, đúng không ạ? Mối quan hệ với các nhân vật khác, chúng mình hãy xem là thấy được cái mối quan hệ giữa các nhân vật khác trong tác phẩm hay không, được chưa ạ? Để từ đây thì các bạn sẽ suy ra được là gì ạ? Chúng ta sẽ đánh giá được về tính cách, đúng không ạ? Chúng mình đánh giá được về tính cách, về phẩm chất của nhân vật, đúng không? Vậy chúng ta sẽ chú ý giúp chị nhé. Khi mà các bạn phân tích một nhân vật thì chúng mình sẽ phải để ý tới những cái yếu tố như thế này ạ. Chúng mình hãy xem là văn bản đó tác giả có nêu cái phần giới thiệu khái quát về nhân vật hay không?
hiện lên những cái yếu tố như là tên, tuổi, nghề nghiệp, quê quán này, rồi là nhân vật đó có được hiện lên qua hành động, qua lời nói, qua suy nghĩ, qua mối quan hệ giữa các nhân vật khác trong tác phẩm hay không, đúng không ạ? Đó, chúng mình sẽ chú ý giúp chị nhé. Vậy thì về nhân vật Ngô Tử Văn trong văn bản truyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên thì đã hiện lên qua gì ạ? Qua cái phần giới thiệu của tác giả, đúng không ạ? Qua lời nói, qua hành động, và từ đó thì chúng ta sẽ rút ra được tính cách của nhân vật, được chưa ạ? Đó, chúng mình sẽ chú ý như vậy giúp chị nhé. Chúng mình sẽ chú ý như vậy giúp chị ạ. Và các bạn cũng sẽ chú ý hơn là khi mà đi phân tích một nhân vật như chị vừa nói rồi, các bạn sẽ phải chú ý tới đặc biệt là hành động, là lời nói của nhân vật này, rồi là mối quan hệ giữa các nhân vật, mối quan hệ giữa nhân vật đó với các nhân vật khác trong văn bản, trong câu chuyện là gì, được chưa ạ? Như vậy thì trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay thì chị đã cùng với chúng mình đi phân tích xong nhân vật Ngô Tử Văn trong văn bản Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên. Và nếu như chúng mình không còn băn khoăn thắc mắc gì nữa thì phần phát trực tiếp sẽ tạm thời dừng lại ở đây. Và xin chào và hẹn gặp lại các em ở những buổi phát trực tiếp tiếp theo của Học Văn Chị Hiên. Xin chào và tạm biệt các em.